Đây là Samsung Galaxy S10 Plus, chiếc điện thoại có cấu hình thuộc hàng top vào năm 2019. Và đây là tay cầm Xbox One, một trong những tay cầm chơi game phổ biến nhất thế giới. Và sự kết hợp của hai thiết bị này mang đến cho người dùng điều gì? Đó là một trải nghiệm chơi game tuyệt vời và hết sức thú vị. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Samfan Community Việt Nam. Và trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cài đặt cũng như giới thiệu một số trò chơi hoạt động tốt với tay cầm trên điện thoại. Để thiết lập combo này, dĩ nhiên bạn cần một tay cầm chơi game và điện thoại có hỗ trợ Bluetooth. Ở đây mình khuyến khích các bạn sử dụng tay cầm của Xbox và thiết bị Samsung vì tính tương thích cao dựa trên sự hợp tác của Microsoft và Samsung. Nhưng dĩ nhiên các bạn có thể sử dụng bất kỳ tay cầm hoặc điện thoại nào cũng được. Đầu tiên các bạn kích hoạt Bluetooth trên tay cầm. Sau đó kích hoạt Bluetooth trên điện thoại và kết nối chúng với nhau. Vậy là xong rồi, rất đơn giản. Và sau đây là hình ảnh trải nghiệm một số trò chơi mình dùng tay cầm này. Và nếu các bạn sử dụng điện thoại Samsung, có thể kết hợp với Samsung Dex để trải nghiệm chơi game của mình tuyệt vời hơn nữa. Trên đây là một vài tựa game hoạt động tốt với tay cầm. Nếu các bạn còn biết tựa game nào nữa thì hãy comment bên dưới nhé. Nếu các bạn thấy video này bổ ích thì đừng quên like và subscribe kênh Samfan Community Việt Nam nhé. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.